Ngày 13 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra BC01, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà, sinh năm 1978, ngụ Thành phố Thủ Đức, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của bà Hát, sinh năm 1950, tố cáo Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, công an xác định bà Hát quen biết với Hà vào tháng 7 năm 2018. Trong quá trình hứa giúp bà Hát làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, Hà yêu cầu hối thúc bà Hát đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà Hát. Từ đó, bà Hát tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do để không thực hiện đúng thỏa thuận. Bà Hát yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh. Vì thế, bà Hát làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại thành phố Thủ Đức, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án. Trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án.